Chào các bác nhá. Trong clip giới thiệu quảng cáo sản phẩm hôm nay, xin giới thiệu với các bác cái bộ quần áo mặc ong loại cao cấp nhất. Như hôm trước tôi đã nói thì là nó có hai dạng nhé các bác nhé. Thì một số các bác mua hàng mà này không xem kỹ, không hỏi kỹ thì sau nhận được hàng thì có thắc mắc với shop. Thì đây tôi giải thích kỹ với các bác này. Hôm trước ấy là tôi quay cũng nó rõ ràng này, nó có hai loại. Một dạng, một loại ấy là cái đây là cái mặt phía trước nha các bác nhé. Đây là cái mặt nạ phía trước để các bác nhìn quan sát này. Một loại của nó là toàn bộ lưới hết nhé, toàn bộ lưới thép hết ba lớp đấy, và nó bên sườn bên này này không có một thoáng, nói chung là nó sẽ không có một nửa kính, không có một nửa kính nhé. Nhưng mà hôm trước thì tôi quay cả clip thì tôi cũng có mặc cái bộ này, là cái bộ một nửa là kính nhé. Đây các bác nhìn này, một nửa là có bóng kính, bóng kính rất là dày đấy. Đấy thì là khi có nửa bóng kính như vậy rồi thì là bên tai này nó làm không có thoáng. Thế nói chung là cái này nó làm như này để mình nó đánh dấu thôi. Ví dụ như mình nhìn thấy cái ô thoáng xanh này này ở bên sườn này này thì là cái bộ này sẽ có kính đấy nhá. Đây là giải thích kỹ với các bác có hai loại như vậy. Nhưng mà khi anh em nhận được hàng dùng ấy thì anh em thích cái loại này hơn, thích loại này hơn, có nghĩa là khi mà trèo cây ngóc lên thì ong nó đái vào đây, nó sẽ trôi xuống dưới này, nó tránh vào mắt mình trực tiếp. Nhưng còn cái phần dưới này chỉ là cái phần cằm của mình thôi, cái này sẽ chống cho mình được cái nước đái ong trực tiếp vào mắt khi anh em trèo ngửa mặt lên. Thì để phục vụ nhu cầu của các bác thì bây giờ là tôi đã đặt được lô hàng mới, số lượng cũng rất là nhiều. Đây như các bác thấy này, số lượng nhiều nhé. Và đảm bảo cho các bác toàn bộ là có kính hết như thế này nha các bác nhé. Toàn bộ là có kính hết. Đấy, toàn bộ bây giờ có nghĩa là từ ngày mai, ngày thứ 2 đấy, ngày 4 tháng 11 mà các lô hàng gửi đi cho các bác thì toàn bộ là sẽ có kính như thế này. Có kính như này. Đấy. Thế còn cái bộ mà bộ không có kính này thì bác nào có nhu cầu lấy thì tôi sẽ gửi riêng. Đấy là theo nhu cầu của bác, theo nhu cầu khách hàng nhé. Thế còn ngoài ra thì toàn bộ gửi cho các bác sẽ là cái bộ có kính này, đây có kính này để chống ong đái nhé, chống ong đái trực tiếp vào. Đấy. Đối với cái bộ này thì là nó là hàng cao cấp rồi, bằng vải cực kỳ là dày nhé. Thế đây các bác bên cạnh cái bộ mà hàng bình dân, hàng gọi là hàng đây này, các bác này, cái hàng Gen Z như các bác đã quen vừa rồi ấy, thì là shop phát triển thêm cái mặt hàng cao cấp này cho các bác. Đối với cái mặt hàng cao cấp này nhé thì các bác có thể là leo trèo rất là dễ, thoải mái luôn, vẫn đảm bảo cái độ kín cho các bác. Độ kín cho các bác có nghĩa là quần áo, găng tay, ủng đều là may liền thành một khối nhá. Nguyên cái ủng này là may bằng cả hai lớp vải chập vào nhau, rất là chắc chắn, mà nó mềm như này các bác dễ vận chuyển, dễ leo trèo, và độ dày của nó là tuyệt vời rồi. Cái này nó là vải bố mà găng tay bằng da, găng tay bằng da liền này các bác này, găng tay bằng da liền đảm bảo ong không có đốt được nhé. Và đối với cái bộ này các bác mặc vào, bác có ôm ở thân cây các bác trèo, các bác tụt xuống thì cũng vô tư luôn. Đấy, và độ bền của nó này rất là cao, đường may nét chỉ của nó thì này, chắc chắn chỉ to này, chỉ to là bằng cái dây dù mà dây gai, anh phải bằng dây dù này, dây dù dây gai mà giống như ở cái miệng vỏ bao xi măng ấy nhá. Đấy, nó rất là to, đảm bảo các bác chắc độ bền. Cái bộ này thì các bác thợ thì làm bộ này thì chơi muôn của luôn. Phía sau lưng vẫn có một ô thoáng nha các bác nhá, một ô thoáng. Và cái hàng này chất liệu bằng vải thì nó sẽ mát hơn. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhé. Cái này thì anh em mong đợi rất là lâu, shop mới liên hệ nhận được khoảng 2-3 lô hàng đây thôi. Đấy thì lô hàng này mới về nhé. Đảm bảo cho các bác là bộ nào nó cũng là cái dạng có kính như này nhé. Đây, bộ nào cũng là dạng phía trên này này, có kính này để cho chống ong đái trực tiếp vào mắt các bác. Đấy, phía dưới là lưới không thôi. Đấy. Đấy, bây giờ là bộ nào gửi đi các bác đều cấu hình như vậy hết nhá. Và bên hai bên này nó sẽ có ô thoáng để cho nó thoát không khí, nó chống bị mờ cái kính này nhé, chống bị mờ cái kính này. Thì đây là cái bộ cao cấp. Đây các bác này, lô hàng mới là shop đặt là toàn bộ nhé, toàn bộ cái nào cũng đều có ô thoáng xanh ở bên cạnh này, đồng nghĩa với việc nó phía trước là nó có kính, nửa một nửa kính nhá. Còn các bác nào có nhu cầu dùng cái hàng bình dân hơn
là cái hàng giảm gì kia thì số lượng cũng có rất là nhiều nhá, các bác cứ liên hệ nhá. Cái đây là toàn bộ cái lô hàng bằng vải này, hàng cao cấp này thì toàn bộ là lấy hết nhá, là có kính phía trước hết các bác nhá. Đấy, số lượng hàng rất là nhiều, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp bên này shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhé. Nói trước với các bác là cái bộ này nó sẽ đắt hơn cái bộ rèn di kia nhá, bộ này sẽ đắt hơn đấy nhá. Thế còn mọi thông tin về chi tiết sản phẩm về giá thì các bác cứ liên hệ trực tiếp thì nó dễ nhá, liên hệ trực tiếp với nhanh shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh với 5 đầu số điện thoại này nhá, 5 đầu số điện thoại. Ship hàng thì ship hàng COD đi toàn quốc rồi. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Quần áo bắt ong loại cao cấp nhá, hàng cao cấp nhất hiện nay. Bộ này thì anh em cũng tìm rất là lâu rồi. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Chào các bác, hẹn gặp lại.